diện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay sức khỏe cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi hoàn toàn hồi phục, hai bé hoạt bát lanh lợi, da ăn ngủ tốt. Mà khi bé mà khỏe, bé vận động được rồi thì mình cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi cái đáp ứng, mọi cái diễn tiến của bé thì nó đang đi vào theo đúng cái quỹ đạo, không phải là quỹ đạo của cái kế hoạch mình đặt ra, mà quỹ đạo của một đứa bé phát triển bình thường. Trong 50 ngày vừa qua, cái diễn biến của nó, hai bé nó thay đổi theo từng ngày. Từ xưa tới giờ lúc nào mở mắt lên là thấy có một bạn kế bên mình, còn bây giờ khi mở mắt lên thì chỉ một mình, thành ra là cái diễn tiến tâm lý của bé nó cũng rất là khó khăn. Có những lúc bé hốt hoảng sợ hãi, cái giai đoạn đó thì chúng tôi cũng phải cố gắng gần gũi hơn để mà chăm sóc bé, để cho bé hiểu được cái cảm giác gần gũi với người xung quanh. Chúng ta phải đi theo cái sự phát triển từ từ của bé. Sau khi bé đã tỉnh dậy rồi, bắt đầu tới cái giai đoạn là tập cho các bé bắt đầu tập bú, rồi sau đó tập cho các bé tự đi tiểu được, rồi sau tới hôm nay là tập cho các bé tự đứng dậy được, tập cho các bé tự cầm nắm đồ vật, cũng như là bắt đầu tập ăn, tập tự ăn. Tức là mình phải tất cả mọi cái là phải diễn tiến, phải tập lại cho bé như vậy. Bé rất là thích thú với những cái tập luyện, và hầu như nó cũng mong để nó được tập, được trò chuyện, và nhìn chung là cảm thấy có đáp ứng và tiến bộ rất là tốt. Hàng ngày thì con sẽ được tập một cái kỷ niệm về vận động là chính, còn cái vấn đề hướng dẫn về giao tiếp, cái hướng dẫn về ăn uống và hướng dẫn về kỹ năng sinh hoạt thì con sẽ được hướng dẫn cho là 3 điểm. Ưu tiên nhất đó là vấn đề về cái kỷ niệm, tại vì bé mổ thích dính lắm, chân nó yếu, rồi cái sự mất cân đối giữa các nhóm cơ của quanh khớp háng thì nó cũng không có cân xứng. Vận động thì mặc dù là việc 4 tháng nhưng hiện giờ thì con chỉ đạt được cái mức là ngồi vững, còn việc chịu sức hai chân á thì mới chỉ bắt đầu, bé bắt đầu chống, chống chịu sức hai chân dần dần thôi, chứ còn đứng thì phải có sự trợ giúp, chứ còn chưa có khả năng đứng vững. Cái chương trình tập đi của con cần phải có thăng bằng chỉnh thế trong tư thế đứng, thì khi nào có thăng bằng, có biết thăng bằng chỉnh thế thì lúc đó đầu con mới phục vịnh khung để con đi. Thì đầu tiên là con sẽ di chuyển với khung đi, và sau đó đi di chuyển khung tuy tốt thì con sẽ bỏ khung đi và có thể dạy bé để đi độc lập. Cũng chung như bao người thôi đó, là người ta đều mong chờ cái ngày mà bé nó khỏe lại được như thế này nè, có thể là hơn nữa đi đứng này kia. Thấy hai bé phát triển tốt thì ba cũng vui lắm. Cái vui nhất là khi mà hai đứa mà nó mới đầu vô á thì hai đứa nó ngồi dậy mà nó ngồi một cách độc lập ở hai giường khác nhau. Nhiều khi mà ba nằm mà ba ngủ và nằm mơ cũng không thể nào mà tưởng tượng được, mà khi mà nó đi đứng hoặc là ngồi như vậy rồi chơi đùa lại, nhiều khi cũng nghĩ suy nghĩ về tương lai của tụi nó. Nhưng mà từ từ bây giờ là càng thấy tương lai của tụi nó càng tốt hơn. Cứ mỗi một cái giai đoạn tiến triển của bé như vậy thì cả một cái ekip, tất cả các bác sĩ cũng như các kỹ thuật viên, mình phải đi theo diễn tiến theo cái tâm lý của bé. Và mỗi một cái sự thành công như vậy, mỗi một lần bé làm được như vậy thì cả mọi người cảm thấy là rất là vui, bởi vì cái mong muốn của mình là sao, là muốn bé trở về cuộc sống bình thường. Và muốn trở về cuộc sống bình thường như vậy thì nó phải đòi hỏi có một cái sự luyện tập từ từ để cho bé thích nghi với một cuộc sống gọi là độc lập. Ngày 15 tháng 7, hai bé được tách rời thành công sau 13 giờ phẫu thuật. Thời gian tới, Song Nhi phải trải qua 4 cuộc đại phẫu tạo hình khung chậu. Các bác sĩ sẽ theo dõi hai bé đến năm 18 tuổi, đảm bảo khả năng sinh sản.